Hôm nay Phan Hải sẽ chia sẻ cho bác chị mình một cái cây mọc hoang dại. Nhưng cái công dụng của nó thì cực kỳ tuyệt vời. Ở trong đông y, cái cây này là một trong những cái loại cây rất ít. Nó có thể hỗ trợ chúng ta trị phù thận và suy tim. Mà cái cách sử dụng thì đơn giản lắm. Bữa giờ cũng có rất là nhiều cô bác chị mình nhờ Hải chia sẻ là cái bài thuốc trị phù thận. Thì hôm nay là Hải chia sẻ là cây này. Là cây này ngày xưa các chú bộ đội thường hay lấy nó nấu trà uống. Và nó có cái đặc điểm là khi chúng ta nấu trà uống đó, và chúng ta rót ra cái ly đó, bọt nó rất là nhiều. Cho nên là đặt tên cho nó là cây chè bọt. Và trong đông y nó có tên là cây bòn bọt. Đây. Và bây giờ Hải sẽ quay cận cảnh cái cây để cho cô bác chị mình tham khảo ha, và cái cách dùng của nó, và tham khảo thêm một số cái thông tin về nó để chúng ta có thể hiểu rõ về cái cây bòn bọt này. Đây cô bác chị, trái của nó đây đó. Trái này là nó khô nè đó, nó khô rồi nó rụng nè, cô bác chị mình thấy không? Còn đây là cái trái mới hình của nó, là nó non non, nó có màu hồng hồng như thế này. Nhưng mà khi nó khô rồi nó có màu đỏ như thế này, và rất là nhiều muối như thế này. Thường thì một trái nó có 5-6 muối đó. Đó. Thì cái cây này thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta điều trị phù thận và suy tim, hỗ trợ rất là tốt. Cây bồng bọt này là một cái loại cây hoang dại. Nó có chứa ở trong nó một cái công dụng là điều trị vô cùng tuyệt vời. Lá của nó đây, lá của nó lá láng ha, của bác chị mình ha, lá láng ha. Nhưng mà cái đọt của nó đó, nó hơi có lông. Đây, cái đọt của nó đây, nhìn nó giống hơi có lông, hơi thôi. Nhưng mà cái lá già của nó là lá láng. Đây, đó. Theo kinh nghiệm dân gian thì cái bồng bọt này nó được biết đến với trong số ít những cái vị thuốc nam mà hỗ trợ điều trị phù thận rất là hiệu quả cho chúng ta. Thì cây bồng bọt này á, là nó còn hay gọi là cây chè bọt, giống như hồi nãy Hải đã chia sẻ cho quý bác chị mình. Thì theo nghiên cứu á, thì cây bồng bọt này nó có hai cái công dụng như Hải đã chia sẻ hồi nãy. Kinh nghiệm của dân gian cây bồng bọt này á, là nó rất là tuyệt vời thì để chúng ta có thể là áp dụng để chúng ta hỗ trợ điều trị bệnh bằng cách là chúng ta pha trà uống. Theo cuốn sách của các vị thuốc nam á, thì theo giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi á, thì cây bồng bọt này á, là nó còn được gọi là cây chè bọt vì dân gian từ xưa á, sử dụng nó để phơi khô và dùng để pha trà uống hàng ngày. Chè pha uống thường có bọt nổi lên nên mới được người ta gọi là cây chè bọt như hồi nãy Hải đã chia sẻ đó. Rồi, loại này thì nó thuộc họ diệp hạ châu. Mà cái diệp hạ châu là cây gì của bác chị mình biết không? Diệp hạ châu là cây chó đẻ răng cưa đó. Cây chó đẻ răng cưa đó, mà nó hỗ trợ điều trị gan đó. Cây này nó thuộc họ diệp hạ châu. Thì theo mô tả của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi á, thì cây bồng bọt này nó có dạng cây gỗ nhỏ. Đây, thân gỗ nó đây, gỗ nhỏ thôi, nó còn cao nữa nhưng mà nhỏ thôi, không có lớn. Thường cái lá nhỏ của nó thì có lông mịn, mà lá lớn thì hết không có thấy lông. Đây, anh chị mình thấy mịn đó. Thì cái cách mà chúng ta dựa theo dân gian mà chúng ta sử dụng á, thì nó đơn giản lắm, nó đơn giản lắm của anh chị mình nè. Và công dụng của nó nè, đây đọt của nó đây. Ở ngoài nắng, ngược nắng nó không có được. Đây, cái cành của nó cũng có lông mịn này, các bác chị mình thấy này, lông mịn nè. Đó. Nhưng mà khi mà nó đã lớn rồi thì nó hết lông. Rồi, bởi vì nó rất là tuyệt vời cho nên là hãy quay kỹ cho các bác chị mình nè. Vô tình chúng ta đi ra ngoài đường chúng ta thấy, thì đôi khi chúng ta không có bỏ lỡ nó. Đây, trái của nó đây. Rồi, công dụng của nó là hỗ trợ điều trị phù thận
làm hết phù hiệu quả. Nó hỗ trợ điều trị viêm cầu thận, lợi tiểu, thông tiểu, điều trị phù suy tim giai đoạn đầu. Đó. Và hỗ trợ điều trị một số bệnh khác. Trái của nó, của bán chị mình từ nãy giờ, bán chị mình có thấy trái của nó không? Trái nó rất nhiều luôn. Rồi, cái cách dùng thì nó đơn giản lắm của bán chị mình nè. Bây giờ Hải sẽ chia sẻ cho quán chị mình cái cách dùng nè. Hải đang ngồi giữa nắng, bây giờ là khoảng 12 giờ. Nhưng mà chia sẻ cho quý quán chị mình thì không ngại nắng mưa mà. Hải đã nói rồi, không ngại nắng mưa. Chỉ ngại là không có cái gì để chia sẻ cho quán chị mình thôi. Hoặc là chia sẻ những cái bài thuốc nó dở quá thôi. Chứ còn những cái bài thuốc mà tuyệt vời như thế này thì Hải ưu tiên giữa nắng luôn. Các bạn nhìn thấy mặt trời chưa? Đứng bóng luôn. Rồi, cách sử dụng thì đơn giản. Các bạn chị mình lấy cho Hải về cái lá nè. Thu hoạch cái lá thôi ha. Cái cây để đó. Bước cái lá về. Phơi khô. Phơi khô xong các bạn chị mình lấy cho Hải là 30 gram khô. 30 gram khô, 1 kg có 1.000 gram. 1 kg có 10 lạng. Mỗi lạng là 100 gram. Thì chúng ta chỉ lấy 30 gram khô. Bỏ vào nồi. Đổ cho Hải nửa lít nước, có nghĩa là 500ml nước. Và của bán chị mình nấu sắc lại cho Hải còn 150ml nước. 500 sắc còn 150 có nghĩa là tương đương với 1/3 nước ban đầu. Nửa lít nước sắc còn 1/3 nước ban đầu. Và chắc nước đó và chia làm 2-3 lần uống trong ngày. Uống sau khi ăn 5-10 phút. Như vậy nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta những cái bệnh như hồi nãy Hải đã chia sẻ. Phù thận và phù suy tim cho chúng ta rất là tuyệt vời. Sử dụng cái lá thôi ha. Các bạn chị mình thấy tuyệt vời không? Đây. Trái của nó còn thấy mê luôn. Đây. Đó, đây. Tuyệt vời của bạn chị mình. Nếu chúng ta không có, chúng ta có thể tìm mua trên mạng. Lên trên Shopee hoặc là Lazada hay là Tiki gì đó. Chỗ nào hoặc là ở tiệm thuốc nam. Đó. Cứ bấm là cây chè bọt thì chúng ta sẽ có được cái dược liệu và đem về chúng ta nấu trà uống. Cách dùng thì cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả nếu hợp cơ địa thì cực kỳ tuyệt vời. Mong rằng nó có thể giúp đỡ được phần nào, bởi vì khi mà chúng ta bị vướng vào những vấn đề này thì nó không đơn giản tí nào. Nhưng nếu đã hợp cơ địa thì cực kỳ tuyệt vời, ý nghĩa vô cùng. Hãy rất là mong những cái chia sẻ của Hải có đem lại những cái ý nghĩa về nhân văn như vậy. Rồi, thì cũng đã xong. Thì cuối video Phan Hải chúc các chị mình có sức khỏe thật thật dồi dào và luôn luôn thành công cuộc sống ha. Video Hải đến đây, Hải xin được kết thúc. Bây giờ xin chào. Xin hẹn gặp lại quý bác chị mình trên kênh YouTube Phan Hải Channel vào video tiếp theo.